Vậy thì chia sẻ luôn là đi trên đi dọc dòng sông này thì chúng ta sẽ đi qua 4 cây cầu ạ. Cuối đầu mình cứ kiểm tra thì mình đi biết 1, 2, 3, 4 khi nào đi qua được 4 cây cầu thì chúng ta đi đến chợ nổi Cái Răng ạ. Dạ, rất là yên tĩnh luôn em biết rồi. Dạ. Chợ nổi Cái Răng thì vào năm 2016 được UNESCO công nhận là một trong những chợ nổi được xem là được UNESCO công nhận là chợ nổi phi vật thể của nhân loại ạ. Quý đồng thân mến, thì nếu mà có dịp quý đồng mà chúng ta đến thì chợ nổi Thái Lan quý đồng thì mình sẽ thấy một cái điều như thế này nè, là chợ nổi Thái Lan á bây giờ nó đang gọi là bị du lịch quá quý đồng, là nó đã phục dựng lên thôi để nó phục vụ cho du lịch nên nó không có còn có mang cái nét mà sinh hoạt văn hóa giống như là ở chợ nổi Thái Lan chúng ta. Chợ nổi Thái Lan nói riêng và đặc biệt các chợ nổi mà trong cái lâu thì họ đang là cái chợ nổi giữa người dân họ buôn bán trao đổi với nhau ạ. Và quý đồng có biết là chợ nổi hợp lúc bấy giờ quý đồng? Dạ, mình đi tầm khoảng là 5 giờ, 6 giờ, đây là khung giờ đẹp để chúng ta tham quan, chúng ta chụp hình đúng không ạ? Bởi vì khi mà trời bình minh nó vừa ửng hồng lên thì chúng ta thấy được cảnh quan, chúng ta chụp hình, chúng ta tham quan, chúng ta quan sát tất cả. Nhưng mà quý đồng ơi, chợ nổi hợp rất là sớm ạ. 2 giờ, 3 giờ là chợ nổi bắt đầu hợp rồi đó quý đồng. Rất là sớm như thế. Bởi vì quý đồng, chợ nổi á, là họ bán sỉ chứ không có bán lẻ. Dạ, tức là ở đây đó quý đồng, họ họp sớm như thế để họ bán cho những cái thương lái đó quý đồng, họ thương lái này họ đem cái hàng hóa này đi lên trên bờ để quay đồng để họ bán lại cho các hội chợ đó, nên đó là lý do mà tại sao mở hội chợ này á là họ họp sớm như thế ạ. Và ở đây á là họ bán sỉ chứ không bán lẻ nha. Mình thấy đó ở chợ nổi á họ vô từng bình như thế á là một chục quý đồng. Ở quý đồng có biết một chục của miền Tây bao nhiêu ạ? 12. Dạ. Ủa, có gì anh trải nghiệm hả? Đúng rồi ạ. Dạ, vì một chục của miền Tây á, theo mình á, mình học toán học không ạ? Một chục là 10 phải không ạ? Một chục quy đổi là 10. Nhưng ở miền Tây của em á, là cái tính là hay ạ. Một chục là 12 ạ. Có nơi 14, có nơi là 16 luôn ạ. Bởi vì sao ạ? Dạ, bởi vì ở đây á, quý đồng, trước đây quý đồng thì việc á là họ mua bán với nhau gọi là trao đổi, giao thương hàng hóa với nhau quý đồng. Mà người miền Tây quý đồng thì như chia sẻ nè, ở miền Tây nè, họ sinh sống á, họ được thiên nhiên lại rất là nhiều, nên vì để sinh ra những con người rất là hào sảng á. Và khi mà họ buôn bán như thế á quý đồng, trong quá trình đó thì họ sẽ cho thêm quý đồng, tôi bán cho anh một chục trái dừa đi, tôi thấy anh dễ thương quá à, anh nói chuyện có chi với cái tự nhiên cái tôi cảm mến thì cho anh thêm 2 trái nữa, cái được thành 12. Cái từ đời này buôn bán và đời khác truyền nhau như thế luôn. Cái tự nhiên trong lòng của người miền Tây á, họ có quan niệm dân gian á là một chục là 12, 14, 16 quá là như thế, để hiện sự hào sảng, sự yêu quán khách của người miền Tây à. Thế thôi ạ, ở quý đồng thân mến thì cái đầu tiên chúng ta đi qua này chứng minh được rằng là chúng ta đã được 1/4 của chặng đường à, đây chính là cái tàu Quang Trung quý đồng. Và cái dòng sông Cầm Thi Giang này đang nơi là ngăn cách giữa hai quận ạ. Một phía bên tay phải quý vị đây chính là quận Kiều ạ, phía bên tay trái chúng ta đi chính là quận Cái Răng ạ, và được kết nối bởi những cây cầu vẫn còn chúng ta đi ngang, đó chính là cây cầu Quang Trung ạ. Dạ, cây cầu Quang Trung này á quý đồng, mình có liên tưởng nó giống cây cầu nào ở Đà Nẵng quý đồng? Cây cầu nào ạ? Dạ đúng rồi, cầu rồng ở Đà Nẵng ha. Tuy nhiên thì nó không có cái đầu mà có cái đuôi ạ, nó chỉ có những cái vòng cung như thế thôi. Những vòng cung như thế này tượng trưng cho năm thành phố trực thuộc trung ương ạ. Dạ, ở giữa cái vòng cung lớn nhất đó chính là thủ đô Hà Nội ạ, còn phía bên tay phải á đó chính là Hải Phòng và Đà Nẵng, còn ở phía bên tay trái thì chính là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ. Vậy thôi ạ, quý đồng nhìn phía trước giúp em ha, thấy cái tòa nhà cao thấy không quý đồng, thấy đẹp không quý đồng? Dạ, đây chính là khách sạn quốc tế Sheraton ạ, đây là khách sạn quốc tế đầu tiên mình chỉ biết tại Cần Thơ đó, khách sạn Sheraton rất là đẹp. Đây được xem là nóc nhà đồng bằng sông Cửu Long quý đồng, với độ cao là 1133 mét, được xem là cái tòa nhà cao nhất. Nếu mà chúng ta nghe nói là hiện nay cái tòa nhà nào cao nhất Việt Nam cái gì? Vitexco không phải rồi. Dạ, đúng rồi, chính xác, anh đang mất 81 không ạ? Dạ, đang mất 81, bên Hồ Chí Minh cũng 81 tầng. Tuy nhiên, cái tòa nhà này chỉ có cao có 33 tầng thôi, gồm có 3 tầng hầm và 30 tầng nổi. Nhưng mà được xem là nóc nhà là bằng Cửu Long, bởi vì sao ạ? Như có thể chia sẻ đấy, nhà ở miền Tây với đồng quan sát nha.
cái dự kiến trúc á mà thấp rất là nhìn rất là đơn sơ á, mà bởi vì nền đất này rất là yếu à. Thì trước đây với đầu trước đây một năm á, với đầu đi ngang á, thì cái nhà này nó không có thuộc xe đa tầng đâu ạ, mà nó thuộc nó đến tỷ phú Việt Nam, ở đâu mình nghĩ ra vậy, dạ thuộc tới một cái vị tỷ phú á, ông tỷ phú á, dạ chính là ông tỷ phú Phạm Đình Trường á, dạ, và cái khách sạn nó tên là Vinpearl. Và khi xây dựng cái tòa nhà này á thì ông tỷ phú Phạm Đình Trường ông có một cái tham vọng rất là lớn, là ông ấy muốn xây dựng một cái tòa nhà thật là cao, thật là hoành tráng tại đại hoàng sơn cửu long tới 64 tầng. Tuy nhiên có cái lần thì trong quá trình thi công cái lần thì cái tòa nhà này nó xảy ra tình trạng đó chính là sập đúng ạ, xây dựng sát cái xong thế này mà có tình trạng là sập đúng, nên vì thế không thể nào thi công tiếp được, nên cái công trình này chỉ dừng lại ở 35 tầng thôi ạ. Dạ rồi ạ, à, quý đồng thân mến, khi mà chúng ta trên bờ chúng ta giao thương hàng hóa với nhau thì chúng ta muốn kích động hàng hóa thì quý đồng mình sẽ nhận biết bằng cách nào ạ? Muốn biết cái sản phẩm đó chúng ta muốn lại mua thì chúng ta sẽ kích động bằng cách nào ạ? Điểm. Dạ chúng ta sẽ nghe những tiếng rao, thứ nhất là mình sẽ nghe rao phải không ạ? Nhưng mà lý do là ở miền sông nước thôi quý vị. Ở đây nè, nó ồn như thế này nên vì thế là chúng ta không thể nào mà rao bán được. Và thứ hai muốn tiếp cận thì chúng ta sẽ thấy những cái bảng hiệu không ạ, những bảng hiệu nè, biết được hàng hóa tên gì nè, biết giá cả không ạ. Tuy nhiên quý đồng ở chợ nổi quý đồng nó có một cái hình thức marketing rất là đặc biệt ạ. Dạ có ai đón được không, ai đón được không thì gửi qua liền. Còn cái sao không nó có hàng hóa luôn nha, cái sào treo lên không ạ. Dạ nó tên là gì ạ? Dạ nó tên là cây bẹo ạ. Dạ cây sào á là cây tầm vong cao tầm khoảng là 3 đến 5 mét thôi quý đồng, đó là gọi là cây sào. Khi mà chúng ta neo đậu hay là chúng ta muốn bơi chèo thì đó gọi là cây sào ạ. Còn nếu mà chúng ta treo hàng hóa thì mà chúng ta bán thì gọi là cây bẹo ạ. Dạ ở chợ nổi cái răng chút xíu thế này chúng ta đến tham quan thì chúng ta sẽ thấy một cái điều rất là đặc biệt, ở đây là họ sẽ treo một cái món hàng của cây sào này và người ta gọi là cây bẹo. Theo giải thích quý đồng là từ bẹo nó xuất phát từ từ dẻo quý đồng. Thì ngày xưa nếu mà ông bà cha mẹ chúng ta thấy con cái của mình mới vừa đến lớn lên xíu cái thích thay son thích chuyên chuyện cho nó thích cái đây đó thích dẻo thôi à. Dẻo tức là sự trưng ra đó, sự phơi bày ra cho mọi người chú ý đến mình à. Về sau thì được ông chạy thành là bẹo hoặc bẹo hình bẹo dạng à. Dạ thì đây là cái tầm vong cao tầm khoảng là 3 đến 5 mét và họ treo cái sản phẩm. Bây giờ mình muốn mua cái sản phẩm nào thì chúng ta chỉ cần là nhìn những cái cây bẹo đó thì chúng ta sẽ biết được là họ sẽ bán cái gì. Nếu họ bán khoai lang chúng ta lại họ treo lên khoai lang, họ bán khoai môn thì họ sẽ treo lên khoai môn, tôi xin lỗi, họ bán khoai môn thì họ sẽ treo lên cây môn chứ. Dạ còn họ bán những cái đồ gì đó thì chúng ta sẽ nhìn rất là dễ, nhưng chúng ta quan sát được rất là xa xa thì chúng ta mới thấy được à cái ghe đâu biết được cái ghe đâu bán cái gì rồi đấy. Rất là thông minh thôi. Đây mình thích marketing vô cùng thông minh. Đi mua được cặp chứ mấy. Rồi, quý đồng thân mến thì chúng ta đã đi qua cái cầu thứ hai, chúng ta đi cầu thân ngoại cũng kết nối từ quận Ninh Kiều đúng không? Quận Cái Răng ạ. Và cái hướng này đó quý đồng. Cái này thì sẵn luôn là đây chúng ta thông qua quốc lộ 1A quý đồng. Quốc lộ 1A ngày hôm qua chúng ta hành trình chúng ta đi từ Cần Thơ về đến Cà Mau và đi xin về quốc lộ này luôn. Cũng thẳng như thế này. Dạ. Dạ rồi, xin trở về cái câu chuyện về cái cây bẹo theo quý đồng. Thì ở cái răng, ở chợ nói cái răng người ta có tuyên truyền với nhau như thế này nè, người ta quan sát xong cái người ta tuyên truyền với nhau như thế này nè. Người ta nói rằng cái gì á, bán mà không có treo, mà treo rồi mà không bán, mà treo cái này là bán cái khác. Người ta lý giải luôn, người ta lý giải có thể gửi hoài liền luôn. Dạ cái gì mà bán rồi mà không treo, còn cái gì mà treo rồi, mà thấy rồi nó mà lại mua lên người ta không bán. Mà treo cái này thì bán cái khác, người ta nó không đuổi nhau là cũng treo được dây rất là gió à. Dạ. Dạ cái gì treo không bán hả? Cái gì treo bán mà không treo à? Nếu buồn lý đầu không phải lý giải được thì em cũng xin lý giải chứ là người ta hiểu ha. Dạ bán mà không treo thì khi mà chúng ta đến tàu chờ họ cái răng để phục vụ cho khách du lịch mới đâu. Thì ở đây cũng có những cái nghe đó, họ sẽ bán nước cho mới đâu. Họ bán nước thì có sự đồng hành, cà phê nè, cà phê sữa, trà đá nè, trà đường nè, v.v. Thì nước tươi đậm rất là dễ đổ, và sống to lên như thế này không có chặt vô cái này, nó treo nước lên nó đổ xuống như thế này nó cũng không có hay à. Anh chị thấy người ta nói là họ bán nó không cái đầu mà họ không có treo lên à. Còn cái gì mà treo rồi mà không có bán à, mình thấy rất là nhiều từng những chiếc ghe luôn treo lên rồi mà không có bán à, đó chính là quần áo của người dân thương hộ cái đầu.
thì những cái ghe thương hồ ấy, xíu neo bắt đầu chúng ta quan sát những cái ghe mà họ neo đậu ở đây, bắt đầu là họ sẽ bán nông sản, họ không phải đến từ Cần Thơ đâu, họ đến từ rất là nhiều tỉnh khác. Và cách chúng ta nhận biết được là những chiếc ghe đến từ đâu thì người ta có nói là ở trên bờ có bảng số xe, còn dưới nước thì sẽ có bảng số ghe. Dạ, chúng ta sẽ nhận biết bằng cách là chúng ta nhìn những chiếc ghe xuồng, thấy rằng nó sẽ có ký hiệu bảng số ghe. Đó là nếu mà chúng ta thấy cái ghe đó tên là CT, hiểu biết à cái ghe này nè, họ đến từ Cần Thơ, hay là HG thì Hậu Giang, hay là CM là Cà Mau ha, hay là VL là Vĩnh Long, đến từ rất là nhiều tỉnh thành xa xôi như thế. Nên vì thế thì họ không thể nào mà bán trong một ngày một bữa được. Chính vì vậy thì họ neo đậu ở đây tầm khoảng là 15 đến 20 ngày mới đồng. Khi nào mà họ bán được hết những cái mặt hàng nông sản rồi, họ sẽ nhổ neo và họ về ạ. Nên vì thế là trong quá trình đó thì họ xem cái chiếc ghe của mình đó, đây là nơi sinh hoạt chung á, thì nơi là sinh hoạt thì họ sẽ có là tắm rửa là giặt giũ nè, thì họ sẽ bơi lên đồ phía sau đó. Nên khách du lịch đến đây á, họ cũng không buồn với nhau rằng là người ơi, nhìn thấy họ treo gì chứ mình là mình hỏi mua không có bán à, anh không nói là bán ôm treo mà không bán à. còn treo cái này mà bán cái khác là cái gì ở cái đằng biết mà. Dạ, thì như bác thầy đã chia sẻ đó, cho quá trình đó là họ sinh sống trên chiếc ghe như thế này, và họ xem chiếc ghe của mình như là cái ngôi nhà thứ hai với quý đồng. Và cái hình ảnh lái dừa nước với quý đồng, họ tượng trưng cho đó là ngôi nhà. Ở miền Tây câu nói là có trước nước sau, chạm theo sát bên hàng dừa nước hóa nhà, và bên hàng dừa nước sau hàng nhà nước sẽ là ngôi nhà đó. Nên vì thế là họ xem cái chiếc ghe của mình đây là như là một cái ngôi nhà thứ hai của mình, họ rất là trân quý, họ rất là yêu thương ạ. Và chính vì vậy thì nếu mà họ bán ghe với đồng nhỏ không bao giờ họ đi bán ghe hết. Tại vì trước đây ấy, thì trình độ văn hóa, trình độ nhận thức của người miền Tây mình cũng rất là người ít người biết chữ á. Nên chỉ nếu mà họ viết chữ bán ghe lên thuyền cũng có nhiều người người ta còn cũng không ra đó. Nên chỉ nếu mà họ dùng cái hình ảnh tượng hình đó là họ treo cái lá dừa của mình cho những chiếc ghe đó. Tại vì có câu nói là họ muốn bán cái gì đó thì họ treo cái lá dừa lên, còn bán chiếc ghe đó là cái câu tín hiệu là buồn à, chủ nhân nó muốn bán chiếc ghe này, nên người ta mới con đuổi nhau là treo cái này rồi bán cái khác, đó là như vậy ạ. Được rồi ạ. Quý đồng thân mến, thì quý đồng có thắc mắc gì sao tên gọi là cái răng không ạ? Không phải là cái môi, cái da hay là cái gì mà là cái răng ạ? Dạ thì cũng xuất phát từ nỗi bởi người Khmer hay quý đồng. Thì ngày xưa đó quý đồng ở vùng đất An Giang á, người Khmer họ sống rất là nhiều và họ tập trung phát triển các làng nghề như lò rèn quý đồng, và xuôi theo dòng sông Hậu thì họ chọn cái địa điểm ở cái răng này để làm nơi mà họ buôn bán làng rèn. Quý làng rèn tức là một cái lò bằng củi đó quý đồng, hình ông táo quý đồng. À, dân quê ngày xưa đó không có sử dụng bếp ga thì sử dụng cái lò củi này ạ. Thì nó rất là phổ biến và trong nhà nhà là cũng có ạ. Họ trao đổi buôn bán với nhau và từ cài ràng ập trở thành là cái răng ạ. Tuy nhiên thì đây là cái giả thuyết truyền miệng thôi ạ. Và cái giải thích được công nhận nhiều nhất là liên quan đến một cái câu chuyện gắn liền đến một cái con cá sấu trên dòng sông này. Dạ, trước đây cái đồng thì đường bộ nó chưa phát triển cái đồng, thì hầu như là cái phương tiện di chuyển chủ yếu là ghe xuồng, ghe tàu cái đồng. Và chiếc ghe đang xem những cái đôi chân thứ hai của mỗi nhà, nhà nào cũng có những chiếc ghe, nhà nào cũng có những chiếc xuồng ở dưới cái bến sông của mình ạ. À, bởi vì dòng mùa nước nổi thì khi mình nước nó ngập lên như thế này chúng ta cũng không thể nào mà đi được, hay là dòng mùa mưa đó quý đồng thì đường sình lầy như thế này di chuyển cũng rất là khó khăn ạ. À, chính vì vậy thì chiếc ghe nó là cái phương tiện gọi là chủ yếu để cho người dân ở đồng bằng sông Cửu Long chúng ta đi lại ạ. Và đám cưới cũng như thế nhé quý đồng, ngày xưa xe cũng không có nhiều quý đồng, thì đám cưới cũng như vậy, đám cưới cũng di chuyển bằng xuồng ghe rất là vui, rất là tấp nập ạ. Thì có một câu chuyện thế này, là có một cái anh chàng làm bên đó quý đồng, thương cái cô gái làm bên đây, nhưng mà anh ấy rất là nghèo ạ. Rồi quý đồng thân mến, chúng ta đang qua đi qua cái cầu thứ ba rồi, đây là cầu Trần Hoàng Na hay còn gọi là cầu Cầm Thi ạ. Dạ, cái cầu này mới vừa cho thông xe từ trước luôn hay quý đồng. Dạ, mới vừa cho thông xe từ trước luôn, nó kết nối từ đường 30 tháng 4 đi qua bến xe lớn nhất của thành phố Cần Thơ, bến xe lớn nhất miền Tây nha. Dạ, cái cầu này là đang là nằm trong một trong những cái cầu đẹp nhất của thành phố Cần Thơ. Dạ rồi ạ, à, tiếp tục với câu chuyện này nha quý đồng. Dạ, thì cái anh chàng hai người vui nhau, nhưng mà do là cái anh chàng rất là nghèo, chàng bên đây rất là nghèo. Mà ngày xưa quý đồng, người miền Tây mình á, nếu mà cái nhà trai mà không có điều kiện á,
muốn cưới, hồi cưới con gái người ta thì không có điều kiện rồi thì mình phải qua bên nhà gái mình làm công ba năm, làm công ba năm mình phục vụ cho con gái thì sau ba năm rồi mình sẽ được kết hôn ạ. Và anh ấy rất là thương con gái này nên vì thế thì anh ấy đã qua nhà và làm công cho nhà con gái này đến tận ba năm trời ạ. Dạ rồi sau khi ba năm thì hai người họ mới được cho hai gia đình hai bên mới ra nhà bỏ và kết hôn với nhau. Thì anh ấy rất là hạnh phúc, rất là vui sướng ạ. Thì trong quá trình mình làm bên nhà gái như thế thì anh ấy cũng có một số tiền, một số tiền để mua vàng để hỏi cưới cô gái này. Và đám cưới của họ diễn ra rất là vui ạ. Trên cái dòng sông như thế này, như cưới đồng ấy không? À, rất là mộng, rất là nhiều cái sụn kia tấp nập như thế này. À, ai cũng vui mừng cho cái cặp đôi cô dâu chú rể này. À, tuy nhiên thì khi mà cái đội, khi mà cái chiếc ghe này nó chạy ngang cái một khúc sông ấy ạ, thì bỗng nhiên cái sóng gió nó nổi lên và có mấy con cá sấu rất là lớn ạ, nó đắm chìm tất cả cái ghe cưới ạ. Và khi vớt được tất cả mọi người lên thì chỉ thiếu một người duy nhất ạ. Dạ, quý đồng đó là ai ạ? Nghệ chú rể hả? Dạ, chú rể là sai rồi. Dạ, thiếu một người duy nhất thôi, ai cũng đông đủ chỉ thiếu một người duy nhất thôi. Dạ, đó là ai ạ? À, vâng, đó chính là cô dâu ạ. Chỉ thiếu một người duy nhất, đó chính là cô dâu ạ. À, quý đồng có cảm giác như thế nào ạ? À, mình thương cái người con gái đó, mình đã gửi 3 năm rồi, bây giờ được cưới rồi. À, mình hạnh phúc căng tới đó mình rồi. Nhưng mà nó không có trọn vẹn ạ. Chỉ thiếu cô dâu rồi, chú rể này rất là buồn ạ. Nhưng mà chú rể này hiểu được cái đặc tính của con sáu này quý đồng. Nó có sáu này, nó có cái đặc tính là nó rất là mê con hát bội nè. Mỗi lần hát bội định làng lên nó nghe tiếng hát bội đó thì nó sẽ ngồi lên mặt nước và nó nằm trường trên cái bãi dài đó. Nó sẽ mãi mê nghe cả lương cái hát bội mà nó không làm phiền đến ai hết ạ. Thì chính vì đặc tính đó và anh ấy đã dùng cái vốn liếng của mình để hỏi vợ đó quý đồng, để cưới vợ đó quý đồng. Và muốn liên tiếp ba cách hát bội à, ba cách hát bội này hát liên tiếp trong một đêm ạ. Cách đầu tiên khi mà tiếng đàn, tiếng sáo vang lên á thì con cá sấu nó nghe được, nó bắt đầu nó trườn lên, nó nghe hát bội. Thì trong lúc này á thì nước đã rút xuống thì anh ấy đã cho cắm âm thầm cắm những cái cọc trên sông này ạ. Rồi sau đó thì cái cánh thứ hai bắt đầu thì anh ấy đã cho cắm cọc sông rồi. Và cánh thứ ba bắt đầu hát thì tới rạng sáng ạ. Con cá sấu này nó rất là mê con hát bội, nó xem tới sáng luôn. Thì xong cái đêm nằm dài nghe hát bội như thế thì nó rất là mệt mỏi và nó quay về lại con sông thì nó lại bị mất cọc và nó chết ạ. Sau đó thì anh ấy đã vớt xác nó lên và mổ bụng nó ra. Anh ấy thấy rất là nhiều vàng dòng, cái sấu này nó đã ăn từ những cái người trước đó mới đọc thì đã chia cho những cái người dân nghèo ạ. Dạ, và người và sau đó thì thả thân thể của cái sấu này khắp nơi hết trơn ạ. Dạ, nơi nào mà cái răng của cái sấu nó cắm thì nơi đó thì người ta gọi là cái răng ạ. Và cái da cái sấu nó trôi nó tấp vào cái vùng đó thì người ta gọi là cái da. Nên thì bây giờ nó sẽ có chọn cái da và cầu cái da nó như thế ạ. Còn cái đuôi cái sấu nó trôi tới tận phía phản thì người ta gọi là nó là phản cái đuôi ạ. Và chúng ta thấy là ở đầu chọn bắt đầu là có cái neo vào cái tàu cái đồng để họ bán ạ. Dạ, ừ, nói thì đến chợ mới ăn đó, nếu mà có một con gái
khách điện tản xoay. Bún đá 200 à? Ngon đi. Chỉ khoảnh khắc này chúng ta mới được chụp chiếc cây cầu chợ nổi lấy răng hay quý đồng. À rồi rồi rồi. Chở gì về là chúng ta sẽ không được chụp nữa. Yeah.
Rồi, đến bàn đi. Rồi, mình cứ tham khảo giá với đoạn. Ủa gì mình cứ tham khảo đi. Vậy rồi, ok. Ủa, chạy xong lên lui. Thì nguyên muốn chơi chợ thì tới. Anh cho hai vợ chồng miếng chụp đây. Tới rồi, miếng chụp. Mì đi khoản nó mà phá lên miếng chụp rồi. Chị chụp cắt kêu luôn cả răng lên. Chị phải gọi giá phương nhé. Mau kẹt, mau kẹt. Bữa con ngủ à? Tối nè. Đi chơi sớm quá, em bé con ngủ nè. Tối chứ à. Con chung con chân cả. Chúng lại con. Ôi, được mừng đi đi. Rồi tao nói. Tao nói nhất đoan. Dạ, ba phi nè. Rồi. Gọi cái này chỉ dụng cú hai chứ. Nhưng phải chiếm cái vị trí này đi. Nhà lông 3 đó. Rồi xong rồi. Bên kia là nhà lông 1. Chứ. Đâu củ quả hôm nào mình ngồi đào đó phải à? Đó đó đó. Để nhà bà đưa sáng. Thì mình ngồi nhà lòng bà nữa chứ đó. Cửa hàng rau củ tươi sống nữa. Rất là cải chứ. Thế. Thế. Lấy tổng cái xá nữa thôi. Xin mời đồng mình nhìn máy cho tôi lên nè. Vụ cái khớp như thế là 20.000 ha, chúng ta ăn trực tiếp trên tàu luôn, tôi nghe anh đó. Dạ, như chúng ta nhìn thấy là VL là Vĩnh Long đó. Dạ, không cần để ý số sau, mình chỉ cần biết hai chữ cái đầu là chúng ta biết là cái ghe đó đến từ đâu ạ. Đó, quý đồng thân mến nha, mình nhìn thấy những cái ghe đó, tôi biểu á, treo nó là tôi biểu đó. Đà, đến. Dạ, nếu mà không treo hàng hóa thì gọi là cây sào, còn treo hàng hóa thì gọi là cây biểu ạ. Dạ, nhìn từ xa mình có thể là mình biết được cái đà, đến trung tâm chờ rồi. Dạ rồi, như các thầy chia sẻ ở đây là bác sĩ chứ không bán lẻ, là ở đây họ sẽ bán họ vô từng một như thế là một chục chứ quý đồng. Dạ, nếu mà chúng ta đi sớm khoảng tầm là 4-5 giờ, xin lỗi là từ 2-3 giờ sáng chúng ta thấy hình thức là họ sẽ trao đổi hàng hóa từ người dân thương lái với nhau rất là tấp nập ha.
bây giờ thì họ gọi bắt đầu họ lên chợ hết rồi, nên thấy cái phần khách du lịch chúng ta nè. Cái kia họ xem chiếc ghe như là những ngôi nhà ăn cột trồng xoài dâu gà mấy chó cho những chiếc ghe này luôn nha. Đi ngô cụ đầu nè, khoai nè, đã đến trung tâm chờ rồi. Phun vào đây đó, cho vơ ngắp đây nè, vơ gói đi. Cũng mơ mà bản đi mà coi hả? Dạ, quý đồng thấy không ạ? Mỗi chiếc ghe như thế họ rất là tận dụng cái diện tích của mình. Bằng cách là họ nên thấp rất là ngay ngắn ạ. Có lý do tự họ họ neo đậu đây rất là nhiều ngày, đó là do là cái diện tích của ghe rất là nhỏ, nên vì thế là hàng nông sản họ sắp vô cùng ngay ngắn ạ. Và ở đây á, họ sẽ bán những cái nông sản mà để được lâu quý đồng, như là gồm có là củ sắn nè, rồi khoai môn, khoai tây nha vân vân. Cái đó để được lâu thì họ sẽ khoai môn thì khi mà đi lâu rồi sẽ được bài bán cái này. Còn trái cây thì sẽ có thuốc và dưa hấu ạ. Con dưa kiểu thôi. Ôi nhờ dưa hậu nè. Xoài vú sữa. Cam. Trong cái mày này chắc cứng rồi, bên lắc này là đây. Lâm kỳ đám đây. Một kỳ đám đây, năm kỳ đám đây. Dâu 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 mà năm kỳ 100. Ăn cái trời 3 kg 200 đúng không? Mua đem bên kia. Ăn thử đi ba ngon, ba ngon luôn. Ăn thì được. Ờ, đúng rồi, mình thấy hả? Chiếc phía trước với đoạn ha. Cây bẹo nó treo rất là nhiều hàng hóa luôn. Người ta gọi đó là siêu thị trên ghe. Dạ, đó là siêu thị trên ghe. Đó là nhiều một. Siêu thị trên ghe bán rất là nhiều hàng hóa. Mẹ ngoài ơi, họ vui không mẹ? Vui lắm. Dạ, thời gian như đây là chúng ta sẽ có là 20 phút ạ. Đúng 6 giờ 15 chúng ta sẽ di chuyển xuống đây ạ.
à, rồi phía đầu mình không mến nên chỉ có những sản phẩm cho bây giờ chúng ta dùng thử thì chúng ta cứ dịp dùng thử đi ạ. Dạ, mua xong chúng ta ủng hộ thôi chứ không có cần là dịp được qua.